Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chuyên mục An toàn cháy nổ để phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là mùa hanh khô, nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là tại các chợ. Đây là nơi tập trung đông người, hàng hóa được tích trữ một số lượng lớn. Nếu không may xảy ra sự cố mà không được ngăn chặn kịp thời thì hậu quả là rất lớn. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, huyện Văn Lâm luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh và thường xuyên thực hiện kiểm tra. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong mục Góc nhìn 114. Tiểu mục Alo 114 sẽ hướng dẫn cách phòng ngừa hỏa hoạn. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 114. Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, sẽ có 6 lớp tập huấn, trong đó chương trình tập huấn của lớp 1 và lớp 2 được khai giảng từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 và dự kiến bế giảng vào ngày 14 tháng 11 năm 2023. Tại buổi tập huấn, các học viên được tìm hiểu một số quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, phòng cháy chữa cháy điện, xăng dầu, khí ga, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở, kỹ năng xử lý một số tình huống cháy nổ tại cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó, giúp các học viên nâng cao ý thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống cháy nổ, góp phần làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho trên 1.500 giảng viên và sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp đóng trên địa bàn xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Tại chương trình, các sinh viên đã được cung cấp kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người. Tiếp đó, các sinh viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ ga, thực hành thoát nạn trong không gian hạn chế và kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng ứng phó hiệu quả với các sự cố hỏa hoạn tại gia đình, trường học và nơi sinh sống cho sinh viên, từ đó giúp các em chủ động tổ chức cứu nạn cứu hộ và chữa cháy hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty hiện có hơn 470 người lao động, chuyên sản xuất và chế tạo các loại vòi nước và bộ phận của máy lọc nước và chế tạo khuôn mẫu cho các sản phẩm nhựa. Đây cũng là một đơn vị điển hình trong việc thực hiện và duy trì các điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, đầy đủ bình chữa cháy và phương tiện phá dỡ thô sơ. Đồng thời, công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy với 26 thành viên làm nhiệm vụ chữa cháy tại chỗ, đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ. Vừa qua tại Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi nhà kho chứa giày dép. Được biết cơ sở này nằm trong khu dân cư đông đúc, có diện tích khoảng 100m², lợp mái tôn sắt. Do chứa các chất dễ cháy là giày dép nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm cả nhà kho. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử 4 xe chữa cháy cùng một máy xúc tiếp cận sớm hiện trường để dập lửa. Sau đó đám cháy được dập tắt và không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn ở nhà kho này. Vừa qua, trên đường Thới Hòa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy tại một quán trà sữa. Vụ cháy xảy ra vào lúc 3 giờ 10 phút sáng. Phát hiện hỏa hoạn, người dân địa phương hô hoán những người sống trong quán biết. Lúc này, hai vợ chồng chủ quán từ gác lửng leo qua nhà kế bên thoát nạn. Một số người ở dưới tầng cũng thoát kịp ra ngoài. Người dân địa phương huy động nhiều bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh kèm theo nhiều tiếng nổ. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh đã đến để khống chế hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến một xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được lực lượng chức năng xác định do chập điện. Chợ là nơi tập trung đông người, tích trữ một lượng lớn hàng hóa. Đa số các hộ kinh doanh tự ý cơi nới, thay đổi công năng sử dụng công trình chợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là trong mùa hanh khô như hiện nay. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy ở các khu chợ trên địa bàn huyện Văn Lâm luôn được các ngành chức năng của huyện quan tâm và thường xuyên kiểm tra. Tôi kinh doanh đồ gia dụng giày dép, kinh doanh được 3-4 năm, thi thoảng được các anh tập huấn sử dụng bình cứu hỏa. Bên công ty phát cho các tiểu thương bình cứu hỏa. Yên tâm buôn bán bởi đã được trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy. Đó là những chia sẻ của các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Được biết khu chợ này đi vào hoạt động từ cuối năm 2017 và hiện đang có gần 90 gian hàng hoạt động.
chợ đã được các ngành chức năng nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy với đầy đủ các thiết bị như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống các họng nước chữa cháy vách tường. Hiện tại ở trong khu chợ này nó đang có 12 điểm. Điểm đấy mình đặt những cái tiêu lệnh phòng cháy và những cái ba bình chữa cháy. Hàng ngày thì anh em kết hợp cùng với cả anh em bảo vệ đi tuần tra và trực camera ở trong màn hình này. Các cái vị trí hệ thống điều hành báo cháy có cái vấn đề tất cả nó báo về thì anh em sẽ gọi đàm ở cái vị trí nào, lỗ vị trí nào có xảy ra hiện tượng như nào hoặc báo cháy như nào thì anh em sẽ trực tiếp đến xử lý can thiệp. Còn đây là những hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận tại chợ Gênh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Đây là một khu chợ truyền thống của địa phương với hơn 400 gian hàng đang hoạt động. Các tiểu thương của chợ cũng đều trang bị các bình chữa cháy. Tuy nhiên, có người biết sử dụng thành thạo, có người lại mơ hồ. Sử dụng thì cũng mấy lần cũng đi học tập huấn rồi. Tại vì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là rút cái ấy ra xong rồi phịt ống thôi. Khi mà có sự cố xảy ra là chúng tôi sẽ cầm bình chữa cháy lên, nắp đều và rút cái chốt. Xong đó là chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã được các anh công an, là các anh ấy đã hướng dẫn chúng tôi nhiều lần rồi. Và cho nên cách sử dụng là chúng tôi sẽ sử dụng được. Do chợ được thành lập từ lâu đời, nhiều chỗ đã xuống cấp, nhưng ban quản lý chợ đã bố trí các tiêu lệnh chữa cháy, 8 họng chữa cháy vách tường và thành lập đội phòng cháy chữa cháy giám sát 24/24 tại chợ. Nói chung là anh em là hàng tối đến là cứ vẫn phải là đi nhắc nhở và đi trực của tuần tra quanh chợ. Và đến tối đến thì 8 giờ tất cả là ngắt hết điện tự động hết. Và sáng thì là 5 giờ bắt đầu điện tự bật. Được biết hiện nay trên địa bàn huyện Văn Lâm có 11 chợ dân sinh. Bên cạnh việc chủ động trang bị các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy hay thành lập các tổ đội phòng cháy chữa cháy thì tại một số chợ vẫn còn tồn tại hạn chế. Còn một số những cái tồn tại thiếu sót mà lực lượng cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an huyện cũng như các đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã cũng đã định kỳ tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở. Thì còn một số những cái khu vực đấy, trên cái những cái trục đường ở nội bộ trong chợ thì có những cái vị trí vẫn còn cái hiện tượng là cơi nới làm ban mái ảnh hưởng cái đường giao thông để phục vụ chữa cháy, cũng như khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì ảnh hưởng tới cái việc là ngăn cháy chống cháy lan từ những cái gian hàng này, ki ốt hàng sang những cái khu vực xung quanh. Một số tiểu thương chưa kịp thời để kiểm tra cũng như là mua sắm trang phương tiện hoặc là để nạp nặng những cái bình đã không đảm bảo an toàn. Hiện nay đang là mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Do vậy, việc nâng cao ý thức, tăng cường công tác phòng cháy là điều hết sức cần thiết. Nhưng trên hết, vẫn là ý thức của các tiểu thương và người dân đến chợ, nhất là việc thực hiện tốt nội quy, việc tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Qua đó, nhằm ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh gây cháy nổ hay có biện pháp để khắc phục kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống cháy nổ, bên cạnh các biện pháp phòng chống của lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị, thì người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng của chính mình và gia đình cũng như cộng đồng. Ngay sau đây là một số biện pháp phòng chống cháy nổ mà bạn và gia đình cần phải nắm vững để phòng những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Nội dung do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cung cấp. Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau. Kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến. Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần phải để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. Chương trình An toàn cháy nổ để phát triển với sự phối hợp thực hiện của Công an tỉnh Hưng Yên đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.